Có. Chị vừa trang là mình mua xài chưa? Em tiếc tiền lắm. Bây giờ để em mua. Giờ em dùng xà phù được. À củ đi xin, dây cũng đi xin. Em tiếc là tiếc cái đoạn mà bây giờ em bỏ đống tiền ra mua xà không mấy nó lại mất thì em lại tiếc. Mất được. Đấy thì như cái xà kia đây nó để ở đây thì không nghĩ không mất được như à sao thầy có hỏi gì không? Hả? Sao thầy có hỏi gì không? Không bỏ gì nữa. Thì thầy bảo là khả năng là mất rồi. Cay thật. Xin cho em say hết ân tình em nó một đời. Trái tim anh lúc chị đến tạnh mưa chị Phương tạnh rồi hả? Đã hoàn thành xong bức tranh chú hề khóc như thế này rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video tranh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.